Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi ra thăm vườn buổi sáng thì thấy có vẻ là hôm nay muỗi nhiều ở đây mà muốn hưởng thụ cái khung cảnh vườn của nhà mình thì mình cũng phải chịu khó xịt thuốc muỗi tí xíu. Thì ở đây các bạn thấy không, cây cối rất là nhiều ha. Mà càng nhiều cây cối thì bao nhiêu thì muỗi càng nhiều bấy nhiêu. Ngoài ra đây cũng có cái hồ nữa, nó cũng đọng nước lại thì muỗi nó cũng sinh sản, nó rất nhiều tối tối ra đây đó là muỗi nó tha hồ nó thì năm nào cũng vậy các bạn. Nếu mình muốn hưởng thụ cái vườn của mình á thì mình cũng phải chịu khó xịt thuốc muỗi, thì ở đây là những dụng cụ mình xịt thuốc muỗi đây. Các bạn, còn đây là những chất hóa học mình sử dụng để mình trị muỗi đây. Thì mình dùng hai cái chất hóa học chính. Thì phần mình mua cái hiệu này nó gọi là Town Star nè. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mình coi cái phần chất hóa học nào. Thì ở đây là cái chất hóa học mình sử dụng để mà diệt muỗi là nó gọi là Bifenthrin nha. Ok, các bạn thấy không? Không biết, thấy rõ không? Để Bife THRIN, bifenthrin. Còn một loại thứ hai nữa nó gọi là permethrin, permethrin đây. Thì mình dùng cái này thay đổi, đổi qua đổi lại, tại vì không nên dùng một chất hóa học dùng đi dùng lại thì muỗi nó sẽ tạo ra cái mà nó gọi là resistant đó. Tức là nó không có tốt nữa. Nó quen rồi, nó sẽ không tiêu diệt được nữa, cho nên là cứ mình di chuyển qua lần một lần thì mình sử dụng loại này, lần khác thì mình sử dụng loại khác, loại kia, cái hai thứ mình chuyển qua chuyển lại. Rồi đây là cái máy mình mua ở bên Amazon này các bạn, để mình xịt thuốc muỗi. Hiệu hiệu Cardinal, mua cũng 3 năm rồi, năm nào cũng phải mang ra sử dụng trong mùa hè, và cũng một cứ khoảng 2 3 tuần mình ra sử dụng một lần đó. Ở đây thì nó được, thật ra là nguyên cả mùa hè này mình chưa sử dụng đến, tại vì cũng ít ra ngoài hoặc là cũng bận rộn quá cho nên cũng không có chưa sử dụng đến. Nhưng hôm nay thì mang ra để trị muỗi, tại vì chiều chiều đi ra hái rau này nọ nó muỗi nó nhiều quá.
mình cũng đã xịt xong rồi, xịt thuốc mũi xong rồi, thì về vào là nhà kho của mình để mà cất đồ đạc. Cái máy thì đang cho nó chạy để nó rửa, bỏ một bình nước lạnh vào để cho nó rửa những chất hóa học ở trong đó đó. Thì ở đây thì những dụng cụ mình cần phải mang để bảo vệ sức khỏe cho mình khi mình xịt thuốc mũi là những thứ như thế này. Thứ nhất, cái nước và cái máy nó cũng ồn lắm, cho nên mình cũng phải cần để đồ mang để làm đây, mang cái này để mà che cái tay lại các bạn, cho nó khỏi ồn, nó khỏi nó bảo vệ cái tay của mình ha. Rồi thứ hai nữa là cần phải có là đôi kính, kính để bảo vệ mắt, tại vì mình xịt thuốc nó cũng bay về này đó. Kính này thì nó đúng đó, cái loại mà làm cho những cái lát nó tốt hơn, tại vì nó bịt hết xung quanh lại. Cái này thì mình không có xài tạm, cho nên cũng phải đang nón để che cái phần mặt lại. Rồi nữa rất là quan trọng là phải cần phải có một cái mặt nạ tốt nha. Cái mặt nạ tốt, cái mặt nạ mà mình xài COVID thường là mình cũng không dám sử dụng lại này đâu. Cái này là giống như gas mask vậy đó. Đó thì đây, mỗi lần dùng thuốc cái phim các bạn thấy không, thấy lấy cái phim mà có chất hóa học rồi, hoặc là cảnh sát mà thấy những cái lồng đèn cây vào, nó phải cần có những thứ này để nó mang vào đó. Thì mình xịt thuốc mũi là lúc nào mình cũng phải sử dụng cái mặt nạ kiểu này, thỉnh thoảng là phải thay cái filter này đây. Ok, xong rồi đó, thì giờ mình đã xịt thuốc mũi xong rồi. Ok, thôi video của mình xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.